chưa có đốn cây công, thành ra bữa nay không có làm cái gì ơi. Bữa nay thợ nghỉ chờ đốn cây công xong mới đổ cột, mới xây vách. Bữa nay nghỉ, rồi ngày mai đốn cây nghỉ nữa, ngày mốt mới bắt đầu đổ cột. Ngày mai đốn cây còng này nè mới xây được quý vị ơi. Bữa nay không có đám nào chừng ngầu đây đó, bây giờ đưa ngay 2 ly cà phê đó rồi làm sao. Không nghĩ nói luôn. Giống như điều tra dân số vậy đó. Ông nói đưa ra con đảo nữa. Đó. Rồi ông nghĩ sao? Nói gì đưa lên ta. Chị đi con đảo không? Tại tôi biết mà ông mời tôi cà phê tôi mừng chết ngủ nghỉ giấc chưa đó. Rồi bây giờ ông đưa ngay cái máy đây nữa. Đó. Bây giờ con đang gầu cái cây nó không đốn rồi kìa. Cái vụ thầy không biết đâu chứ. Không đốn là thợ ngày mơ ta nghỉ kìa. Đó rồi làm sao đây? Thì bởi vì bây giờ đang hối cái thằng nãy đốn. Nãy ông thầy ông xuống đưa đồ ăn ra ngoài. Gặp ông nó cần gặp Phúc Tròn cái ông nói cái cây này. Bây giờ ông nói nè gì là ông quá mừng cái nền nhà ông cảm ơn. Bây giờ điện nó không bắt máy nữa nè. Ông thầy cũng nói mình nhiều ngày mình màng không gầu cho Phúc Tròn. Nãy ông nhắc ông nhiều lắm. Anh đi xuống đây nè. Chỉ tôi... mưa nữa kìa làm sao đốn được đây. Thôi bây giờ nghỉ vụ đi Phúc Tròn ơi. Hồi sáng nó đi đốn ở đâu á, kêu nó hồi sáng giờ ăn mà nó nói là chưa nó xuống đốn bây giờ kiểu này. Bây giờ không được rồi mình còn ngày khác chứ sao. Giờ điện hốt máy luôn nè các ông đốt tối là tối nay là mình có niềm vui rồi. Sáng cái nhà mình gây kim cái bà chết mình đưa tiền giờ nó không đốn mà ngày mai mình cũng chịu vậy nữa hết Phúc Tròn. Chứ giờ ta không đốn bây giờ làm sao? Càng ngày ai biết tôi cũng dám xíu rồi nữa mà. Cái máy đi kiếm là tôi sợ. Công nhận cái cây này nó ngang trái rồi. Ừ, không thấy không? Khổ. Làm sao xử đây, chị Huệ, chị ra đây coi. Tôi không có đi đó. Tại chị ông nói ông quay cũng giờ kia đó đó, giờ ngay đây là thu hút vô cho mỗi gì, mỗi một lần gì đó thấy chưa? Ủa thầy, mấy đứa nó kêu thầy kể chuyện tâm linh đó, là giống như là mình đi á, mình có bao giờ mình gặp cái trục trặc như thế này? Nó đâu có nói thầy vấn đề đâu mà con nói thầy vậy. Không, ở trên mạng á, người ta yêu cầu á, ta nói giống như là người ta nói thầy giống như là đi đám có bao giờ mà giống như người này kia cái nọ không? Không bao giờ. Không có thấy gì chứ không? Có vấn đề gì này thầy thấy. Thầy chưa gặp Phúc Tròn. Có nếu thời gian thầy cũng số là chính hoài. Để ý thật ra cậu công nhận hay thầy có tên đi ngủ đó 3 giờ mà thật có cái máy này rồi nó thầy nói đi có sao đâu đây từ đó sáu thì không biết đây kề đó tay thầy nói mà thật sự là những người chết không mà thầy sợ nó bắt thầy nó có gì thì kỳ cũng biết sao nói là thầy biết cái bà đó mình biết, có tụng đám biết, rồi phải không biết thì thầy cũng mà dứt tin là bà chết liền thầy có cái bài đó hay lắm. Mà gà biết bao nhiêu mà ăn bao nhiêu con gà thầy pháp thầy chữa mất cái tu là tụi tụng kinh trang là chết bà nó thầy thấy thật khổ mà đánh không sáng gì thì là con cho thầy mình không tin cái chuyện sẽ chứng đỏ chúng thầy nói rồi 20 ngày sau chúng ở đây hết tôi không nói gì mà người khóc cho mà cái tâm linh là chỉ có một lần đó thôi 20 ngày liên tiếp luôn mấy người khác kế ơi đổ rồi là tới giờ luôn đó là ta về ta kêu thì giống như mấy người đó phải trả ơn cho ông nhưng mà sinh tổ 27 là kêu thầy nhiều nhất á mấy người đó bị gì chết ung thư có một cái người đó có sức mạnh cặp mắt lòi ra mà không chết thì bắt ống kim cang công nhận cái nghề hay nha một ngàn người là tu tụng hết đức tổng hết trơn hay vậy đó tâm linh là thấy có nhiều thôi là không dám nói gì nữa. Dạ. Thấy anh
xê dịch cái lời nói vậy. Dạ. Ông sáng kể lên ngoài nè, ông thầy đó, ông Huệ đó, ông xuống đây nè, ông nhìn ông nói cái này còn cả đời trụ trì vẫn chưa được. Giờ còn sáng ông xuống đây mà thầy không cho thầy hay gì đem ra đồ chai bằng gần hai giỏ rồi lúc đó thầy đi đám về rồi ông lớn tuổi cho thầy sáu mấy rồi sao cho con hay được, con má mang công chuyện sao cho hay, cho hai giỏ đồ chai đem mãi chứ có hai trái gì để cắn hai con lên con nhận đó. Không phải ông xuống ông nói gì nè, gom góp được số tiền của hai nhỏ rồi. Dạ. Bây giờ á để coi con gặp Phúc Toàn con chuyện là đưa đứt cho nó. Dạ. Rồi 10 người cái thằng Cường mà sáng con gặp nó chở thầy đó. Dạ. Nó để con ủng hộ thêm. Dạ. Hồi sáng phải đám nhà nó. Sao nó đi đưa cái đám mai. Ủa thầy nói cái gì mà nó ủng hộ thêm? Nó nói nó có coi cái clip gì hai nhỏ nhỏ đó. Dạ. Rồi nó thấy thương nó. Rồi thầy nói nó ngạc nhiên, nó nói ủa bộ thầy biết nó hả? Thầy nói là đang ủng hộ. Nó để nó ủng hộ, nó đưa mình rồi gửi cho. Thì giống như nó làm phước cho ba nó. Ừ. Mà sáng không phải đám nhà nó. Nó đi rước dùm cho nó. Ở bên Châu Đốc á hả? Ừ, nó đi tới bển luôn. Trời ơi, vậy nó quen rồi. Hạ nghiệp nó luôn. Vậy là nó quen với cái đám đó rồi. Cái đám này người ta hỏi nó Phúc Toàn quen với anh thầy làm sao. Nó mới nói kể tụng cho ba. Ba nó gì đó. Nó nói con ủng hộ nhiều nha. Con cho thầy hay trước nó nói tiền trước. Ngày mai con sẽ đem xuống. Kệ đi. Viết số mình 600 nữa là có thể nói là tỷ lệ chắc có lẽ vượt bao nhiêu Phúc Toàn. Dạ. Hồi sáng á, nó nói ông thầy công an đồ nể ông cứ ghê. Ông làm đẹp quá, ông đã đắp y địa tạng đẹp quá. Ủa thầy có bộ đồ địa tạng nữa hả? Đó, sáng thầy dẫn dâm có. Là bộ đồ màu đỏ hả ông thầy? Ừ, nè, thằng Cường nó rước thầy cái không có dụng quỷ yêu chạy vô đường này cái không ra được, mắc quẹo lại. Tại ông kêu tao chạy, con. Ông kêu tao chạy chứ ai? Chạy là để mừng con đó. Nó biết thầy còn học được con. Thầy biết. Tự nhiên bắt nhỏ chạy đường đó xinh thường không? Thường nó nói gì nè. Thầy hát với tôi quá, nó mà đã trễ, ông bắt tôi dầm do hoài. Mà bà anh ta la nó thấy ghê. Bây giờ động quan rồi. Chỉ chắc bà con với nó rồi đó. Nó nói kêu bằng dây lớn gì đó. Mà sáng còn gặp nó chứ gì. Gặp, nhìn cái với bịch khẩu trang là con gặp cặp mắt nó là con biết nó rồi. Nó nói người ta kêu con rút thầy. Không, nó ủng hộ, nó gặp hay. Rồi thầy sửa ra cho cái thằng mà thầy dạy con rồi. Dạ. Nó cho 300 hiệp mình trồng lên nhiều. Dạ. Còn càng những cái vấn đề khác nữa là một chút nè, một chút con lên mạng con kêu gọi nè, là giống như là ví dụ người nào thôi của thầy riêng rồi không phải, ví dụ muốn cho ai thì cho, nhưng mà cũng giống như mình có tiền nhiều thì mình gửi nhiều, có tiền ít gửi ít, chứ không phải là ít mà không nhận. Không có, thầy không có nói con cái đó. Không có phải cái bây giờ của thầy là con góp, thầy góp ý con thì chừng nào thầy đưa nói coi. Ông thì chừng nào thầy gom thì thầy đưa cho con có sao. Bây giờ cái ý là thầy muốn gom nhiều nữa thầy hãy đưa con. Thì bây giờ có nhiều thầy đưa nhiều đi chứ gom biết chừng nào mới xong. Rồi bây giờ là tôi sẵn lòng ha. Dạ, bây giờ giống như người ta lên đang gửi ngoại hay sao hay là. Dạ. Rồi, giống như bây giờ ta đang khát nước thì bây giờ mình có nhiều cho tôi rồi, nhiều rồi, đi. Nói vậy là cái thầy. Rồi được cái máy đang. Thầy để con nói đi. Nè. Thầy chờ đầy bình thì nhiều khi ta chết queo rồi còn đâu nữa uống. Rồi bây giờ tôi hứa nha ông. Cái thằng sáng nó nói với thầy đó. Dạ. Nó đem xuống thầy cộng với kia thầy đưa con. Dạ, rồi. Hồi sáng này con cho thằng Bảo Xuyên này với thằng gì? Bảo Xuyên với thằng gì ta Tán Tài. Hai mẹ con nó mừng quá trời là luôn. Bao nhiêu? Thì anh Sang anh gửi cho nó 1 triệu một đứa đó. Thì được hồi sáng 1 triệu rồi. Ủa mình cũng dám tới tỷ lệ đó. Kệ đi hát Phúc Toàn. Dạ thì có nhiêu cho nó nhiêu đi. Giống như bây giờ nè. Cái người nào có 200 hoặc 100 ta gửi vô tài khoản mình cũng mừng. Vậy là thầy cũng nhận hết. Chứ đâu phải ừ, chứ đâu phải là nhiều mình mới nhận đâu. Người ta tiếp tục nữa đó. Dạ. Thì thí dụ người ta của ít lòng nhiều. Người ta có 100 ta gửi mình cũng nhận nữa. Sáng giờ 5 với nhiêu rồi nè Phúc Toàn. Bây giờ thằng kia hai thì nói chung là thầy ơi, đối với mình đó thì cái tiền nó không có lớn, nhưng mà đối với cái người ta đang cần nó lớn lắm, giống như là 100.000 trong lúc cần người ta mừng dữ lắm. Giống như thầy thấy không, cái nhà ngày hôm qua mà cái bà xảy đó mình đem xuống 5 triệu mà người ta mừng nó ghê luôn, ông mừng ra mặt luôn. Cái tiền đâu làm, ông nghỉ mấy tháng nay giờ tiền đâu làm đám ma cho bà. Sáng á cái
rằng đó đó. Anh ông nó nói cúc rằng ngồi trong quán trễ đi tới đồn ra lò cho nhà máy không được, nó nhận con cái ghê. Nó đi qua bển trễ rồi thiệt qua bển còn cũng... Anh đó nó ba gai lắm á. Ừ. Nó nói không cái đã cái đường khó đi cũng chết. Ông nhà ông bắt tôi đi đường đó thiệt. Đi ra cái lấu bí đi cũng tóm chữ. Đa con có số điện thoại của nó nè. Phải không? Thằng Cường có số điện thoại. Ông muốn cặn gì ông gọi thấy xấu rộn chứ. Hả? Không, mấy em gà con tính gọi nó, con hỏi cái vụ ba mày sao rồi im chưa. Vụ tại vì mình không quen thì thôi chứ biết thì mình cũng phải hỏi thăm. Ví dụ cái thầy không biết con nói nó làm gì làm thầy đâu biết. Thì biết rồi, giống như là hồi nào giờ nó cũng... tính khúc, có con khúc lòng á. Dạ, thì ba nó tính khúc. Thì ví dụ thầy không biết nó thôi biết thì giờ thầy phải hỏi thăm nó coi sao chứ không lẽ thầy im ru. Nó không có nói bất còn, thầy đâu có hỏi. Thì nó giấu lắm. Không có nhúc nhích với thầy hay tiếng gì chứ. Nè bây giờ tôi hỏi có mấy điện thoại qua chung mừng rồi. Bây giờ là tối nay trong vườn cọp nó rồi ông thành tâm vậy rồi, rồi tối nay ông có vô hay không? Thầy nếu mà tối nay nó có rước thầy con chạy vô. Có, nhưng mà dù nhảy giờ hàng đại chưa xử lý nè. Rồi bây giờ điện cho cọp cái nữa mới biết. Không hỏi coi, tôi muốn cần gì là hiểu không? Có hộp cỡ 15 ngàn coi chú. Rồi rồi nhìn xuống cũng ngồi rồi. Nè nó anh ăn cu te nè. Đóng đôi tay giờ á. Quay rồi đóng nhanh nhanh mới được. Cái gì vậy ba? Sắc rồi kìa.
làm quẹo hết đầu cột à. Quẹo nó bẻ lại. Cô bẻ vào. Rồi đưa anh đưa. Bao nhiêu nó giật có hai cây cục đèn có sao không? Hả? Hồi nãy không chịu cắt trước. Bởi vậy? Nãy không cắt cho nó đứt đi để nó giật, nhiều khi nó văng ba cái hai cái đầu hai bên nè. Hồi nãy lúc tao cưa tao cắt bẹo bỏ cho nó đứt đi. Quất cái nhánh này xuống là đứt liền. Không, đó dây mạng mà. Yeah.
Thôi đi con ơi, để treo như nó đi qua rồi vớt xuống. Nhanh treo từ từ đúng không? Giảm cái nó đứng. Đang làm sao là nhìn cái đó. Ê nhóc. Nhóc. Ba cái tập dở là có mua rồi chưa? Chưa. Quần áo cũng chưa luôn phải không? Quần áo đi học cũng chưa luôn phải không? Là một chút xong giờ là tao dẫn mày đi mua nè, người ta cho tiền đi mua ba cái đó nè. Quần áo với tập dở. Quần áo mua dầu hết nó chưa gì trời. Quần áo tập dở với cặp luôn. Quần áo nào mua rồi nó chưa kìa. Ba nó bữa nó dẫn nó mua chơi rồi chưa? Quần áo mua chưa? Quần áo mua rồi hả? Dầu thì nói có tiền. Vậy là chỉ còn tập thôi phải không? Tập chứ không có tiền lắm tiền trường thôi. Ủa ba nó dẫn đi mua hả? Ai? Ba nó hả? Ba vợ tôi á. Vợ ngay. Ngăn là cô ruột nó. Ờ. Giờ tiền trường rồi chưa đóng rồi nói có tàu pha cuốn chợ. Mày mua dầu hết được không? Ba có hiểu không? Thì nói với người ta. Ờ. Còn tập là chưa mua phải không? Tập sách là chưa mua phải không? Sách mua rồi. Mua dầu hết toàn bộ chưa? Mua chân rồi. Rồi cặp có mua chưa? Chưa. Cặp tủ mua chưa? Chơi ngủ tạ anh theo đây. Cho Hùng nữa. Nó lúc 8. Ba nó chết. Mẹ nó phố. Xin hồn cho Hùng giống toàn hơn. Nó hồn không dở không thâu. Ừ. Không có tiền muốn vi ôm nó mày chào đờm chứ bả có coi dầu không bả coi xong nè bắt đầu tới cái lúc mà phát tiền nè cái lúc phát tiền nè bả nói tiền đâu đừng có gì không. Chả sợ với tôi nha, ngày hôm qua chả đốn cây ở đâu, chả hứa lụi, chả nói cái thằng thợ nó không có lợ ra. Và cuối cùng giờ ổng đốn đó, thợ nào? Ổng chứ ai? Xong phim. Tối nay lên mạng nè. Quan khúc quay mày khóc lên cho tao không Quan. Mời với mẹ mày thấy coi. Thôi quay mày khóc lên cho tao nha. Quay hơi đóng vô tay vậy cha. Cột trước cao dưới ta. 4 mét rưỡi mà cao trời. Mấy hai từ đổ thấp lại. Nhỏ nhỏ thôi ông thầy cũng lụng bịch à. Làm chi cho cao. Gì vậy mắc cái gì rồi? Hoàng Hồng chứ chưa thay đồ nữa chặn.
lớn giờ chưa thay đồ luôn. Phát biểu lên không kìa. Phải làm gì mà không thay đồ quý. Hùng làm mới hút máu hoài không Hùng? Hút máu không sợ thơ hết máu hả ông nội? Nãy chưa quay không để giờ đó, giờ đi. Kiến cắn cái chân cu. Kiến có vô chưa? Bây giờ hết rồi, vô này vô cũ mà. Là bậy. Ở trên nó không sao này vô. Ở trên nó thiếu mấy tấc nữa. Này phân có bề mà hai bề. Hả? Đúng chứ. Cái lợn. Quay cái này vô đâu có. Vô đóng đi, đóng đi. Lên. Dạ, nói. Nhìn ông nậu hùng cũng cho cản vậy? Cản vậy? Ai có nậu? Đừng có xàm nữa. Chưa chở đây. Chở lên chút nữa ra trời. Vậy sao buộc con về chút. Vậy sao biết đâu buộc trên. Dở ra không. À, bà nội là tiêu đó. Quay ơi. Tao khổ đâu, bắt khổ biết chứ. Thằng luôn. Cần nào có thằng Bia là chết tôi đó ông Toàn. Điều ra lên bàn đó nè. Bữa nay thứ mấy rồi? Ngày, bữa nay thứ 6 à. Trời, thấy chưa, tới kìa. Gì nữa vậy ba? Tự nhiên ông Toàn. 2 triệu à. Này cho quý vị xem, quý vị thấy đó rất là đúng quý vị ơi. Đủ thứ chuyện trên đời, có một mình tôi lo. Trời ơi. Gặp ông thầy nữa. Ông thầy ông hối cái nhà hoài, viết muốn điên đầu với ông luôn vậy đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã ủng hộ Phúc Toàn những ngày vừa qua. Phúc Toàn sẽ ráng tranh thủ quay thêm những mảnh đời nghiệt ngã đang cần sự giúp đỡ của quý vị. Mong quý vị hãy góp gió thành bão, gom ít thành nhiều để cứu vớt những mảnh đời nghiệt ngã đang cần sự giúp đỡ của các bạn. Không biết duyên số như thế nào mà mấy ngày nay xin tiền cho ông thầy làm thuốc nam không ai cho hết. Mong rằng các mạnh thường quân hãy giúp đỡ cho ông thầy để ông nới cái nhà ra để có chỗ sinh hoạt nấu nướng cho những người bệnh ở xa nha quý vị. Bây giờ ông thầy ông rất là cần cái việc đó. Quý vị ơi, dù bận rộn tới cỡ nào thì mình cũng vẫn đi quay tiếp những mảnh đời đang cần mình giúp đỡ. Quý vị nào có nhiều thì cho nhiều, có ít thì cho ít. Miễn quý vị có tấm lòng thì Phúc Toàn gom góp lại thì nó cũng thành lại một số nhiều để cho người ta trong cơn hoạn nạn nha quý vị. Quý vị muốn gặp bà dạy dạy tôi nữa không? Nhìn bà dễ thương không? Bây giờ hình như là người ta thích bà dạy dạy tôi hơn dạy tôi vậy đó. Bà có duyên, bà hổn, bà chữ nhiều. Tiếp sau đây tôi cho quý vị nói chuyện với bà đã đời luôn. Nhà của ông thầy cũng chưa xong, tôi còn mắc ăn mắc ngủ nè, không biết cuối cùng là bao nhiêu tiền nữa cắt cho xong rồi đây tôi ôm số nợ nữa, thấy mẹ nữa à. Vợ tôi cạo đầu bà và vợ tôi giết tôi luôn à, giúp tôi với mọi người ơi. Nghe quý vị nhớ góp gió thành bão nghe, để cứu những người nghèo đang còn chờ đợi quý vị đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều và rất nhiều.